Thưa quý vị, càng gần đến Tết Nguyên Đán, nhu cầu sửa chữa, trang hoàng nhà cửa của người dân lại tăng cao. Từ đó phát sinh những bãi rác tự phát tại vỉa hè, lô đất trống dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành, khiến người dân khu vực xung quanh vô cùng bức xúc. Thưa quý vị, đây là con đường Nguyễn Tất Thành, một trong những con đường trung tâm của thành phố Đà Nẵng. Và thời gian gần đây xuất hiện tình trạng người dân xả rác bừa bãi trên tuyến đường này. Cứ 100m lại có một ổ rác như thế này. Bao giờ tình trạng rác thải vứt bừa bãi sẽ được chấm dứt, tùy thuộc vào ý thức của mỗi người dân và sự chung tay của chính quyền thành phố. Đi dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành, cứ vài trăm mét lại xuất hiện một ổ rác gồm xà bần, rác thải sinh hoạt các loại được gom lại thành từng chùm la liệt trên vỉa hè như thế này. Và đây là một trong những điểm tập kết rác thải được ghi nhận là đồ sộ nhất tại khu vực phóng viên đã khảo sát. Đã gần một tuần trôi qua, số rác thải không những vơi đi mà ngược lại ngày một tăng lên, khiến vỉa hè không còn là nơi dành cho người đi bộ. Từ đó, việc xả rác bừa bãi không chỉ là nỗi lo mất vệ sinh môi trường, mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại tuyến đường này. Dân ở quanh đây bức xúc về cái chuyện rác nằm đây dài ngày quá. Chứ nếu mà trường hợp mà thấy mà dọn liền thì cũng được, chứ để dài ngày quá thì thấy ô nhiễm môi trường, dân ở đây họ chịu không được. Họ có nhiều cái họ đề nghị với địa phương mà trong cái địa bàn quản lý của mình không phải là quản lý cái chỗ này nên chứ mình không xử lý được, mà cái rác đây là ở đâu đem tới rồi chứ cũng không phải trong cái địa phương nữa. Bởi đó mình cũng đại diện cho dân ở đây đề nghị cái là các cơ quan để giải quyết để cho sạch sẽ hơn nhiều nữa là cái về cái nhất là cái môi trường. Theo ghi nhận của phóng viên, đa số rác thải ở đây do một bộ phận người dân từ nơi khác mang đến và cũng xuất phát từ suy nghĩ dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành, phía vỉa hè giáp với eo biển, không có nhà dân hay hàng quán buôn bán gì, nên việc vứt những túi rác thải sẽ không gây phiền toái, không ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Tuy nhiên, hệ lụy từ việc xả rác bừa bãi không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực, mà còn làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường du lịch của thành phố. Tôi hay đi tập thể dục ở đây mà thấy rác thải vứt bừa bãi quá, tôi đi chọn đường tôi đi không được. Việc xử lý triệt để những bãi rác không tên như thế này không phải chỉ đến từ phía chính quyền sở tại, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân. Hy vọng trong thời gian sớm nhất, chính quyền địa phương quan tâm giải quyết triệt để tình trạng trên để đảm bảo cuộc sống, sức khỏe cho người dân khu vực, cũng như trả lại mỹ quan cho tuyến đường xanh sạch đẹp.